Xin chào các bạn. Các bạn ở phía trước là một con gấu Bắc Cực các bạn ạ. Chào em Thương. Đã rất là lâu rồi mới gặp em đấy. Tính ra là đến mấy hôm rồi. Em sợ. À, có hai mấy tiếng rồi. Theo nọ đôi chơi Noel vui không? Em ở nhà mà. Hôm nay ở nhà á? Em tưởng này đi chơi với đôi chứ. Không biết đi đô đâu đâu em nhỉ? Đô gọi mẹ ăn cơm, không biết làm cho mình món gì đây. À, hôm nay đãi thương món gì vậy ta? Xin chào đô. Làm đêm và ấy không ạ? Nấu cám lợn ạ. Có gì? Mất điện rồi. Nhà đô này mất điện à? Cũng khá là lâu rồi mấy anh em mình mới quay trở lại nhà đô các bạn ạ. Hôm vừa rồi thì có một bữa cơm kén rể vùng cao tại nhà bạn Thương các bạn. Sau đấy thì đô nó phấn khởi vui mừng khôn xiết. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng chờ đón đô xem đô sẽ thể hiện món gì tại sân nhà các bạn nhé. Hôm rồi là trên sân khách là tại nhà bố mẹ vợ rồi. Hôm nay Đô sẽ dẫn Thương về nhà. Không biết là làm món gì để chiêu đãi đây. Thì các bạn cùng. Nào lên giá, làm giá thì dẫn sang câu ạ. Cắm hạt ạ, anh em xin lỗi. Mọi người ạ. Hôm nay chúng tôi đang lên giá ăn thịt lợn với sang. Người ta bảo thế. Đó, thì biết đấy. Các bạn hãy cùng chờ đón siêu phẩm của Đô các bạn nhé. Bé Thương ăn gì mà trắng đấy? Em ơi, em về hỏi mẹ xem là mẹ em có nhận con nuôi hay có nhận con rể không? Cho anh xin suất đấy, anh muốn da trắng rồi như em. Em chẳng mấy đâu. Nói khẽ nha, đồ nó nghe thấy thì nó đánh chết. Cái tay em cầm đấy là gì đấy? Cái này là bát chầu. Cái này ăn chầu đúng không? Ăn chầu không cần phải đánh răng. Người ta bảo thế, không cần phải đánh răng, nó kiểu là ăn mà ăn chầu không cần phải đánh răng anh nhỉ? Ăn chầu vào cho chắc răng. Nhưng mà ăn chầu vào nó khó ăn như thế nào? Thanh Niên rất là thính, mình vừa nói xong cái là chạy ra đây. Giữ ngay. Ăn chầu vào chắc răng mà. Ăn chầu vào không cần chẳng răng. Chẳng qua nó bị đen thôi. Nó bị đen răng thôi. Ăn chầu vào không cần chầu răng. Thế bà, anh thấy bà em không? Bây giờ gần 90 tuổi mà răng vẫn còn chưa mất cái nào. À, hôm nay mình sẽ có cái món này. Măng khô, măng nứa khô. Hôm nay mình sẽ truyền tải món rất là đơn giản. Là măng nứa khô thôi, không gì đâu. Em định nấu cái gì? Nấu với thịt lợn, đâu? Nấu với tương. Để tí mình ra xem có mua được cái gì, có lợn. Chợ này không còn đâu. Để thịt lợn lên giá nhá. Mày ăn sang, mình ăn lợn giờ... sang, ngon sang hơn. Mình cũng lên giá. Của anh thôi, của anh thôi. Mình chọn nhặt lấy một phần cái khô mình phơi khô để dành đấy nhé, để dành Tết ăn ấy. Nhiều lắm, chẳng qua là cái khô mình cho vào tải hết rồi, chỉ nhặt đi. Hôm nay mình sẽ chia tải cái món nào. Măng rất là đẹp luôn các bạn nhé, có thể quay gần cho các bạn xem này. À, trong một phút quảng cáo. Cái măng này nhà mình có bán mọi người nhá, nhà mình có bán và sẽ cung cấp cho Giang Á Pháo. Và mọi người nếu mà có nhu cầu mà măng mắn Tết ấy. Tết thì rất... Tết mà những ăn nhiều mỡ nhiều rất là ngấy. Nên là có cái này mà nấu với miến này hoặc là hầm với xương ấy. Ui dồi, tuyệt vời luôn. Vậy Tết ai bán rau nữa đúng không ạ? Cái này cứ khô rồi mang về ngâm nước rồi cho lên nấu canh tuyệt vời. Thì mà mọi người xem kênh nếu mà ai có nhu cầu mua hàng ấy, cái măng khô này, gia vị Tây Bắc này, mắc khén nạt dổi này, thịt châu sấy này, thì có thể lần theo địa chỉ mình có để ở dưới mô tả ấy, hoặc là trên video có số điện thoại ấy, thì các bạn liên hệ theo số điện thoại đó để đặt hàng các bạn nhé, thì sẽ có nhân viên đóng hàng cho các bạn. Có chào ông ạ. Ở bên này là ông của Đô các bạn nhé. Đấy ông mua thịt lợn đen rồi. Ông ơi, hôm nay có cháu dâu này. Cháu dâu.
lấy vào không? Nhiều không nhá mọi người ạ? Một cân cái này nó nhiều lắm, cái này nó không được, chắc được 5 lạng rồi, 5 lạng nhiều này. Cái con dâu được gì nhất, thấy đâu rồi. Dạ vâng, hôm nay đồ tin vui rồi đúng không ạ? Thôi nấu con này tí nó nở ra nhiều lắm. Hôm nay sẽ để con dâu nấu canh măng không nhá. Hôm nay để con dâu nấu canh măng. À cháu dâu. Nó coi nó trả lời rồi. Bà đang uống. Bà đang lưng. À. Tí nữa đắp thuốc cho bà nhé. Nào các bạn này theo chân Đô và Thương để làm ăn hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thấy Thương giống một cô trại viên trại chăn nuôi không các bạn? Đây các bạn nhìn xuống bên dưới này. Rất nhiều những chú vịt đang ra ngóng ngóng. Bạn Thương không biết là ngóng để làm gì. Thương ở nhà em có hay thường xuyên nấu ăn không? Hay nấu luôn. Để xem hôm nay con dâu tương lai của nhà bác nhà cô B sẽ trổ tài như thế nào các bạn. Cái này phải đốt đi cơ, mang đi đốt rồi. Ơ, lông con lợn này trắng đấy nhỉ? Lợn trắng mà. À. Không, mình mua này lợn trắng thôi nhưng mà trong nhà lại đen. Lợn đen này. Bà bây giờ có lợn trắng là đẩy ra đấy. Hôm nay tiếp đón bị dã man đấy anh tưởng. Em anh thui quá. Con dâu về có khác. Ai sẽ để cho bạn Thương ở đây giờ rau nhá, mình sẽ đi vào với Đô. Mà con vịt nó cứ hau 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 nó nhìn Thương. Mày làm biết tầm rồi. Nó con bỏ đây cái mày mới. Nó không mò về thì ăn không được, cái ba không. Mình sẽ mang cái măng này đi luộc qua nhá. Bởi vì cái măng này kiểu là phơi khô, phơi qua nhiều nắng nên nó rất là cứng. Dai. Cho mọi người đi luộc. Hôm nay là bản Đô bị mất điện các bạn ạ. Hơi nhọ một chút là bị mất điện. Chính vì vậy là hình ảnh nó sẽ hơi bị tối một chút nữa các bạn ạ. Nhưng không sao, mình đã có chiếc đèn đây rồi. Em Thương vẫn cứ là xinh. Vì là cái măng được phơi khô ấy, nó bị quắt, nó mất hết nước rồi. Cho nên nó rất là dai. Chính vì vậy là sẽ phải ngâm cuốn nước nóng cho nó mềm ra thì khi đó mới chế biến được các bạn. Còn đằng này thì Đô vẫn đang miệt mài với những chiếc chân giò. Đây, mình sẽ mang đi rửa nhá. Bây giờ mới rửa. Bây giờ mới rửa thật, lấy rửa giả vào đây. Đô với Thương có biết là chân giò này có những công dụng gì không? Đó. Ngoài là thực phẩm ra thì nó còn có công dụng gì? Công dụng ăn ngon làm gì? Ăn ngon sẽ no. Em không rõ. Cái chân giò này rất là lợi sữa các bạn ạ. Em cũng thấy không đặt nói. Mà hôm nay Đô lại điên à? Thương về ra mắt và lại ăn chân giò. Các bác không biết đâu, hôm nay chủ yếu là ngấy thôi. Sắp Tết rồi, nhà mình có măng là chỉ đang bán măng thôi. Nhưng mà nó lợi sữa thật. Nó lợi sữa thật. Thế là một Tết này này, ăn măng chẳng ngon à? Chan thì bún cũng ngon. Canh này hoặc là nấu viên miến cũng được. Nó một cân này á, một cân này ăn chắc phải bao nhiêu bữa? Nếu mà cái gì vừa lấy nhỉ? Nếu mà lấy tiếng kinh gọi là gì nhỉ? Mình biết tiếng tày gọi là đồng thôi. Một cái đồng đấy, một tiếng tày đi. Một cái đồng đấy nó phải đầy cái đồng mới được một cân đấy. Cái đồng đấy chắc được 5 lạng rồi. Nó nhiều lắm. Mọi người nhớ mua ủng hộ mình nhá. Sắp Tết rồi ấy. Nhà mình thì... Các bạn nhớ mua ủng hộ măng cho Đô để Đô có nhiều tiền hơn để làm cỗ cưới to hơn các bạn nhé. Nếu mà không mua thì hãy comment ủng hộ và xem và chia sẻ ủng hộ mình. Mình cảm ơn trước. Kiếm tí để năm nay bánh chưng bánh thịt thôi. Thank you.
Tâm không gửi cho con. Có 2 3 hạt nó thêm nữa. Nó dậy mùi ấy. Em xỉ không thấy. Và ngoài cái món chân giò ra các bạn nhé, chân giò nấu canh măng thì Đô còn một món rất đặc biệt bên này các bạn ạ. Hôm nay là Đô chơi toàn thịt lợn luôn. Toàn chơi đồ đắt tiền. Thịt lợn đang lên giá mà. Hôm nay mình vừa thấy Thương đăng là đang giao bán thân để lấy tiền tiêu Tết rồi. Được đấy, thịt lợn đang tăng giá, lại có giá. Ở phía này thì Đô vừa mới băm xong cái chân giò các bạn và thái đang thái thịt. Thì mình sẽ đi vào trong xem Thương luộc măng đến đâu các bạn nhé. Hello. Măng của em cũng mềm rồi đấy. Đỡ cứng rồi đúng không? Măng anh thái luôn. Măng hoàng chế biến rồi. Cần ta bỏng nhá. Cái măng thì cần được luộc qua hoặc là trần có nước nóng một thời gian các bạn nhé, để cho nó mềm hẳn ra thì chúng nó mới ăn được. Nóng các bạn. Thấy không, một tí mà nó nở ra nhiều này mà. Nhiều quá cái này. Chết rồi. Nấu này chắc gọi cả họ về ăn á. Mệt thế nhở. Ô nhiều thơm một nắm nó nở ra như này mà. Đã làm cỗ rước nàng về nó phải kinh khủng đấy chứ. Và này măng thì anh nghĩ là nhiều ạ. Không nhiều lắm đâu. Dạ. Cái này phải được 5-6 bát canh, 4 bát canh, 5-6 bát canh. Cái này mình một là mình xé ra nhé, mình cứ xé ra nó bé á là mất thời gian. Mình muốn nhanh vậy là ăn nó không bị dai, xé nó vẫn ăn nó vẫn dai. Mình sẽ thái ra những thái chéo chéo ra. Thì kiểu như kiểu thái ngang thứ thịt ấy, kiểu đấy thì nó sẽ ngon hơn. Mà ăn nó sẽ không bị dai ấy. Mọi người thái vừa miếng nhá. Thái chéo chéo tí. Đoạn gốc thì thái nhỏ thôi. Còn đoạn to thì nó mềm ấy. Có thể thái to hơn một tí. Đó. Nó bị rách ở đâu vậy? Đấy rách này lấy ra bên ngoài trời thì rất là lạnh các bạn, gió ào 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 như kiểu gió mùa về các bạn, chính xác là gió mùa về. Chết tối tí nữa mình với lại Thương chắc là phải đi cư trú thôi. À đâu, Thương thì ở đây rồi, còn mình thì phải đi một quãng đường rất là xa mới về đến nhà. Sợ gió bão nó lùa bay người mất. Okay. Ở bữa nay Thương cho cái chân lợn vào các bạn thì là nó có nước ấy. Cộng với mỡ thì nó bị bùng lửa lên. Tí nữa thì mất bộ lông mày. Em nhìn lông mày đâu. Mình cũng cho nước vào linh nha, cho đến khi cái xương này nó mềm mới cho vào mình cho mày. Thấy không? Hả? Cái xương này ngưng rồi. Chứ thôi, vừa rồi, cho vào đi, vừa quá. Hơi nhạt, chứ thôi chị. Không, gì. Cái xương là muối nguyên muối thì mình muối nhiều quá. Đi ăn bằng cái gì được, không có điện nữa. Không có điện à? Không có điện rồi. Điện sắp về bản rồi. Hôm nay mấy anh em mình ghi hình là trong cái tình trạng là thiếu điện các bạn, thiếu điện, thiếu ánh sáng. Hay mọi thứ đã đang sử dụng bằng đèn pin và đèn chuyên dụng của mình. Mình đã bắt đầu ngửi thấy cái mùi hạt dổi từ cái nồi măng nấu ốc già các bạn ạ. Nó lan tỏa ngào ngạt luôn.
nước. Cảm ok. 10 phút nữa được ăn. Thì thơm này, lợn bản. Tức mũi. Ăn thịt lợn cả bánh rồi đang ăn bản. Tí bớt lại một miếng để lấy dây xiên treo cổ. Thường làm nhẫn này ạ. Cũng được. Hôm nay đồ chơi sang rồi lại chơi toàn thịt lợn. Hôm nay tất cả các món ăn hãy để cho nàng dâu tương lai sổ tài các bạn nhé. Mình cũng chỉ muốn là mai này là nó một người vợ khéo tay như bạn thường thôi, biết chăm sóc cho gia đình như thế này. Việc nấu ăn cứ để em lo đúng không? Còn thế giới còn lại hãy để anh lo. À hãy để cho đô lo. Theo như mình được biết thì ở nhà bạn Thương thì Thương cũng là một trong những mama tổng quản các bạn. Tức là công việc bếp núc thì đa phần là sẽ để cho bạn phụ trách các bạn nhé. À, bố mẹ thì không hay phải nấu đâu, à, đa phần là toàn Thương nấu hết. Rất là khéo tay. Cho ba đĩa đâu. Anh thấy nó bị ngót đi hay sao ấy? Bất nhiên xào thì nó phải teo chứ anh. À ừ, đồ luộc nó mới không teo nhỉ? Luộc cũng teo nữa. Dù xào hay là luộc thì dưới bàn tay của Thương sẽ ngót hết các bạn ạ. Anh quay đi, đi top đi nhé. Không biết đã chín chưa nhỉ? Quá. Thơm nhỉ? Thơm này ai chịu được? Cô con dâu này hơi xịn sò đấy. Em ơi, anh em mình bắc ra đi. Xuống. Em bắc xuống đi, mọi người ăn cơm cũng muộn rồi đấy. Mà vẫn chưa có điện. Bằng thơm lắm các bạn ạ. Đình cận cảnh các bạn xem nhá. Hôm nay lúc mình với Đô với em Thương lấy măng các bạn, lấy có chút xíu rồi. Mà được rất là nhiều các bạn. Nó nở ra rất là nhiều luôn. Lấy là được một nắm to to mà nấu được một đợt đầy ự nữa các bạn. Hôm nay Đô làm món chân giò, mình thấy là có một cái thuyết âm mưu gì ở trong đây. Ra mắt con dâu rồi lại làm chân giò. Chân giò lợi sữa. Là Thương nói các bạn nhé, chân giò lợi sữa. Một cái sự đấy mà mọi người suy nghĩ logic một chút thì rất là liên quan luôn đấy. Liên quan mạnh chứ. Và các bạn thì cuối cùng bữa cơm của mấy anh em mình đã hoàn thiện xong rồi các bạn ơi. Tất cả mọi thứ đã trên mâm. Thì bây giờ xin được mời ông bà, bố mẹ, Đô với Đô với Thương cùng thưởng thức những món ăn ngon đây. Ông có mời ông ngồi ạ. Và tất cả những món ăn đã có trên mâm rồi đấy ạ. Hôm nay hôm nay con dâu nấu cơm chất lượng nha. Ôi em thích ăn cơm cháy mà. Cơm cháy. Cơm cháy là ngon à. Mà ăn món nồi và mới tạt vẫn nguyên đi nào. Ông có mời ông ăn cơm ạ. Mời cô ăn cơm, mời em nhé. Hôm nay thì bạn Đô, khu vực thì bạn Đô bị mất điện các bạn, mất cả ngày hôm nay rồi. Thì hiện tại bây giờ vẫn chưa có điện nên là mấy anh em mình ăn là sử dụng bằng đèn đấy ạ. Thôi không sao, một bữa cơm gia đình mà đúng không ạ? Xin mời ạ. Chua. Không chua. Đôi, em gắp đồ cho mọi người xong là em với lại Thương thưởng thức xem món ăn hôm nay thế nào ấy. Em đang cầm đèn ấy, thế nào không gắp được cho không? Đúng
Đỗ quyền nữa à? Chút mới chết. Chẳng ông ơi, con bảo này, hôm nay món ăn này là cháo dâu Lào đấy không ạ? Vâng. Ông đến thử xem là... Ngon. Dạ vâng. Đây nó mổ không biết mà. Hôm nay mẹ của Đỗ rất là phấn khởi vì nhà gia đình sắp có thêm một thành viên mới các bạn ạ. Đăng chứ em. Có con dâu làm cơm. Bên cân đi ra không ấy. Hôm nay bà B đánh giá nào về món ăn con dâu làm ạ? Vào hả? Dạ, nhiều. Chất lượng đúng không ạ? Thì à? Hôm nay bạn ấy đã bỏ rất nhiều tình cảm, công sức vào đấy ạ. Từ khâu đi chọn lựa chân móng giò. Để mẹ chồng thích đó. Khói đỏ hết mặt lên các bạn ạ. Bạn thì bà thương kìa, khói đỏ hết lên rồi. Ông ơi, con xin phép mời ông một chút ạ. Cái lẩu ông ạ. Dù cao à? Cái lẩu kinh khẩu nhỉ. Mà là bể trao sạc cán mà bể mất. À, thưa. Kinh mất mía. À, xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời cô. Chắc bây giờ nó bể cán đâu rồi. Qua bể cán đâu mà được. Đôi uống rượu là kinh lẩu đúng không? Kinh lẩu đúng không? Tiếng Tây kinh lẩu là uống rượu các bạn nhé. Lẩu là rượu. Kinh lẩu gia đình và mọi người. Đông rồi, nhiều chi nó đọc ống rồi ạ. Này còn đang đầy chết này. Học đi. Các bạn có biết tại sao mà trên Tây Bắc mình mọi người uống rượu khá hơn ở những nơi khác không? Có biết không? À. Bởi vì là trên mình có khí hậu lạnh. Mà khi lạnh uống rượu vào sẽ giúp cơ thể nó ấm lên và nóng lên một phần. Đúng rồi. Cho nên là trong mâm cơm hay có rượu các bạn nhé. Em dâu. Con mèo con này. Đôi bạn em. Ăn nhiều lấy sức em nhé. Lấy sức còn ghi hình những món ăn ngon cho mọi người. Ok, mình sẽ thử một miếng chân giò các bạn nhé. Siêu phẩm. Một sự kết hợp và hài hòa giữa Đô và bạn Thương. Con dâu tương lai nhà bà Bi. Rồi, xin mời các bạn nhé. Hôm nay thì cái chân giò ấy được ninh ở cái thời gian khá là phù hợp, thích hợp ấy. Chính vậy là thịt nó vừa đủ mềm ấy, nó không quá bị nhừ mà không bị dai ấy. Cắn nó sẽ dễ dàng hơn ăn mà rất là vừa miếng các bạn. Hai là có sự nêm nếm gia giảm. Một lần là Thương cho, một lần là Đô cho. Là mình thấy là ăn khá là vừa miệng. Nhưng mà lần đen lấy đầu ông hôm nay ông thấy là tay nghề của cháu dâu thế nào không? Được, làm ăn được đấy. Được đúng không? Thế là từ ngày mai là ngày nào cũng để cho cháu dâu làm không nhá. À, xin mời ạ, con mời ông một chút ạ. Không biết làm được mình nữa. Ăn luôn là có mặt luôn. Rồi, xin mời các bạn. Ngon lành. À, tranh thủ lúc còn một chút ánh sáng, có đèn tích điện các bạn ạ. Thì mình sẽ xin mời mọi người một chút và kết thúc cái clip hôm nay tại nhà bạn Đô ở đây. Một clip rất là ý nghĩa do con dâu của bà B, cháu dâu của ông chầu tài các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ em mình trong suốt quãng thời gian vừa qua các bạn nhé. Mình xin mời các bạn. À, nếu mọi người thấy clip của anh em mình tại nhà bản đồ hay ý nghĩa thì đừng tiếc một like một share để chia sẻ giúp anh em mình các bạn nhé. À, một nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại những clip tiếp theo. À, mọi người nhớ mua thịt trâu với hạt tử bao khén với măng khô ủng hộ mình nhé. Ok, các bạn hãy mua măng ủng hộ Đô để Đô có tiền làm đám cưới thật to các bạn nhé. Vâng, chào ông nhá, chào mọi người nhá, xin chào.